Chào các bạn, ngày hôm nay Quyên sẽ nói về 6 đôi giày mà mỗi cô gái cần có trong tủ quần áo của mình. Những kiểu giày này Quyên đã mua từ năm 18 tuổi và đến bây giờ, sau mười mấy năm thì Quyên vẫn tiếp tục mang những kiểu này, mua đi mua lại luôn. Bởi vì nó rất là dễ mang, có thể kết hợp với mọi loại trang phục, mọi màu sắc, mọi phong cách. Dù bạn là một cô gái cá tính hay là một cô gái nữ tính thì những kiểu giày này đều phù hợp. Với mỗi kiểu giày thì Quyên sẽ phối từ 1 đến 2 bộ trang phục để các bạn có thể thấy được sự linh động và đa dạng trong cách phối đồ với những kiểu giày này nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Kiểu giày đầu tiên mà Quyên muốn giới thiệu đó chính là một đôi sneaker trắng. Một đôi sneaker trắng như thế này không phải là giày thể thao để các bạn đi bộ hoặc tập thể dục mà là một đôi giày kiểu thời trang. Một đôi giày sneaker trắng kiểu này không quá màu mè, không quá cồng kềnh. Quyên không chọn những đôi giày mà nó đang quá modern mà Quyên chọn một đôi giày rất là căn bản. Kiểu này gọi là basic sneakers đó. Thì kiểu này nó là màu trắng và không có quá nhiều chi tiết. Các bạn có thể mua ở rất là nhiều thương hiệu thời trang khác nhau. Và nó có thể kết hợp với trang phục nữ tính hoặc là trang phục cá tính. Với trang phục nữ tính có thể mặc với chân váy ngắn hoặc là với váy đầm. Và với trang phục cá tính có thể mặc với quần jeans áo thun hoặc là những cái trang phục mà nó hơi cá tính một chút cũng không sao. Cái kiểu giày này là một đôi giày nên có bởi vì trong suốt bao nhiêu năm qua nó không hề lỗi mốt luôn. Kiểu giày thứ hai đó chính là một đôi ankle boots màu đen. Đôi ankle boots này thì Quyên chọn mũi nhọn bởi vì mũi nhọn làm cho mình trông cảm giác cao hơn và đôi giày trông thanh lịch hơn. Ankle boots là một đôi giày boots có cao tới mắt cá chân của mình đó các bạn. Quyên chọn đôi giày đế trệt và cao lên một chút xíu thôi tùy vào các bạn nha. Màu đen thì rất là dễ phối đồ, các bạn có thể phối với mọi loại trang phục. Quyên thì Quyên thích phối đôi giày này với lại một cái quần skinny jeans hoặc là áo thun hoặc là áo kiểu. Các bạn còn có thể phối đôi giày này với một cái đầm ngắn và một chiếc áo khoác chẳng hạn. Và các bạn nên nhớ nhé, các bạn nên chọn mũi nhọn bởi vì trông chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều. Đôi giày tiếp theo đó chính là một đôi giày búp bê. Một đôi giày búp bê với mũi nhọn như thế này sẽ giúp các bạn trông cao hơn dù là các bạn không thích mang giày cao gót. Khi mà người đối diện nhìn mình từ phía trước á, các bạn sẽ thấy là cái mũi nhọn này làm cho chúng ta trông thon gọn và cao hơn rất là nhiều. Có cảm giác như chúng ta đang mang giày cao gót vậy nhưng mà không phải chỉ là giày búp bê thôi. Với kiểu giày này các bạn hầu như có thể phối với mọi kiểu đồ luôn. Và thay vì chọn giày bít đằng sau thì Quyên chọn giày hở như thế này để cho chúng ta thoải mái hơn và đôi chân chúng ta được thở. Đôi giày này sẽ phù hợp với các bạn muốn đi làm hoặc là đi chơi mà đi cả ngày, đi qua đi lại mà vẫn không hề đau chân. Và Quyên cũng chọn màu đen, các bạn có thể chọn màu trắng hoặc màu kem, có thể phối được rất là nhiều kiểu đồ khác nhau. Đôi giày này là một đôi giày mà hầu như cô gái nào cũng nên có và cần có trong tủ quần áo của mình. Bởi vì nó giúp các bạn có được sự thoải mái, vẫn thanh lịch, thời trang và hầu như là phù hợp với lại mọi hoàn cảnh, mọi dịp luôn. Và một đôi giày không thể thiếu nữa trong tủ quần áo của con gái chúng mình đó chính là một đôi giày cao gót màu nude. Đôi giày này thì Quyên chọn màu nude sáng, màu kem nè. Kiểu giày này rất là thần kỳ, các bạn có thể mặc đi dự tiệc với mọi loại trang phục dự tiệc luôn. Đầm ngắn, đầm dài, màu sắc, đầm đơn giản hoặc là đầm cầu kỳ đều được hết, phù hợp hết. Hoặc là khi các bạn đi làm, các bạn có thể phối với trang phục công sở. Với xu hướng hiện tại thì Quyên nghĩ là một đôi giày cao từ 5-7 phân với mũi nhọn như thế này là vừa phải. Vừa giúp chúng ta có được sự thoải mái cần thiết mà vừa giúp chúng ta có được sự thanh lịch và chuyên nghiệp. Một đôi giày mà Quyên nghĩ mọi cô gái nên có nữa là một đôi giày sandal cao gót với đế vuông. Đôi sandal này chỉ có một chiếc quai ngang bắt ngang như thế này thôi. Kiểu giày này rất là cổ điển, đã rất là hot từ nhiều năm trước rồi và đến bây giờ vẫn đang liên tục là được các cô gái rất là yêu thích. Với cái đế vuông như thế này á, thì chúng ta không bị đau chân bởi vì chúng ta sẽ giảm được cái trọng lượng dồn lên gót chân của mình. Các bạn có thể mang đôi giày này với hầu hết mọi loại trang phục và đặc biệt phù hợp với những loại trang phục để đi chơi, đi cà phê hoặc là đi làm. Các bạn cũng có thể chọn những cái đôi giày như thế này với màu trắng và màu kem luôn nhé. Ở đây thì Quyên chọn màu đen. Màu đen sẽ giúp Quyên làm cho đôi chân mình gọn hơn và nó có một cái quai như thế này sẽ giúp cho cổ chân của mình trông thon gọn hơn rất là nhiều. Với giày đế vuông các bạn có thể đi thoải mái cả ngày trời mà không bị đau chân. Và đôi giày thứ 6, một đôi giày mà Quyên nghĩ mọi cô gái cần nên có, đặc biệt là trong năm 2021 như thế này. Một đôi dép, gọi là dép cao gót. Cái này không phải là quai sau nhé, cái này là quai trước. Một đôi dép cao gót, xăng đan và màu trắng, phù hợp với mọi loại trang phục. Quyên thấy kiểu giày này đã rất là nổi tiếng từ 2 năm trước đây và đến bây giờ rất là nhiều cô gái vẫn còn ưa chuộng và Quyên thấy nó vẫn là một đôi giày khá là hot. Các bạn có thể phối với rất là nhiều loại trang phục, không kén trang phục các bạn nhé, và đặc biệt là những bộ trang phục nữ tính dịu dàng. Đôi giày này với những cái phần quai trước thanh mảnh như thế này bắt qua bắt lại sẽ giúp đôi chân mình trông thon gọn hơn. Các bạn có thể mặc với quần dài, có thể mặc với chân váy, có thể mặc với quần jeans đều rất là thanh lịch và gọn gàng. Với kiểu giày này thì Quyên nghĩ các bạn nên chọn màu trắng và chọn một đôi giày cũng khoảng 7 phân là đẹp nhất các bạn nhé.
Và Quyên đã hoàn thành 6 đôi giày cần có trong tủ quần áo của mỗi cô gái rồi. 6 đôi giày đó rất là căn bản, các bạn nên có trong tủ quần áo của mình để có thể mang từ năm này qua năm kia mà không cần phải thay đổi quá nhiều kiểu giày. Các bạn muốn Quyên làm những chủ đề gì tiếp theo về những bí quyết thời trang, những phong cách mặc đẹp hoặc những món đồ nên có, các bạn hãy để comment ở dưới nhé. Và đừng quên subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào.